Cô chào tất cả các em. Hôm nay, trước khi vào bài học, cô sẽ cho các em chơi một trò chơi, đó là trò câu cá cùng Doraemon. Ở trò chơi này, các em hãy cùng Doraemon câu thật nhiều cá bằng cách trả lời đúng các câu hỏi của cô nhé. Bây giờ, chúng ta cùng tham gia trò chơi nào. Bài 1. Tính 16 giờ trừ 5 giờ. Dưới đây cô có 3 con cá, tương ứng với 3 đáp án là 21 giờ, 11 giờ, 10 giờ. Các em hãy tính và chọn cho cô đáp án trong 10 giây nhé. Các em đã chọn được chưa nào? Nếu cô chọn 21 giờ thì đúng không? Sai rồi. Vậy nếu cô chọn 11 giờ thì sao? Yeah! À, đó chính là đáp án chính xác. Cô chúc mừng các em. Và các em cần nhớ khi thực hiện phép tính có đơn vị thì các em nhớ phần kết quả, cũng nhớ có đơn vị kèm theo nhé. Bây giờ chúng ta cùng bước qua câu 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Các em hãy quan sát đồng hồ. Kim giờ chỉ giữa số 11 và 12, còn kim phút chỉ số 6. Thì đồng hồ chỉ mấy giờ? 11 giờ 6 phút, phải không nào? À, sai rồi. Vậy, còn 11 giờ 30 phút thì sao? Yeah! Đó chính là đáp án chính xác. Bạn nào có đáp án chính xác giống cô nào? Cô chúc mừng các em. Bây giờ chúng ta cùng đến bài 3. Tìm x. X trừ 2 bằng 5. X ở đây là gì các con? À, chính là số bị trừ. Như vậy, các con hãy áp dụng quy tắc tìm số bị trừ và tính cho cô ở bài tìm x này nhé. Các con đã tính ra chưa nào? Nếu như ở bài này x bằng 8 thì đúng không nào? À, sai rồi. Vậy, nếu x bằng 7 thì sao? Yeah! Đây chính là đáp án chính xác. Như vậy, để tìm được số bị trừ, ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Đúng không nào? Nếu từ dấu trừ cô thay thành dấu chia, thì ta sẽ có phép chia là x chia 2 bằng 5. Vậy để tìm được số bị chia, thì ta làm như thế nào? Để biết cách tìm số bị chia, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học toán qua bài Toán chủ đề tìm số bị chia luyện tập. Nội dung bài học ngày hôm nay các em cần nắm được: 1. Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia. 2. Biết tìm x trong các bài tập. Bây giờ cô mời các em cùng bước vào bài học nhé. Các em cùng quan sát trên màn hình. Trên màn hình, cô có bài toán như sau. Có 6 ô vuông xếp thành 2 hàng. Vậy, mỗi hàng có mấy ô vuông? Các em hãy suy nghĩ và tìm ra phép tính cho cô nhé. Các em đã suy nghĩ ra chưa nào? À, đúng rồi. Ở bài toán này, ta sẽ có phép tính là 6 chia 2 bằng 3. Vậy các em hãy nêu lại tên gọi thành phần của các số trong phép chia này cho cô nhé. Em nào có thể nhắc lại giúp cô? Đúng rồi, số 6 đứng trước dấu chia được gọi là số bị chia. Số 2 đứng sau dấu chia được gọi là số chia. Còn 3 là kết quả của phép chia, được gọi là thương. Cô khen ngợi các em vì đã nhớ và trả lời rất chính xác. Và các em cùng quan sát, cô có bài toán tiếp theo như sau. Mỗi hàng có 3 ô vuông, vậy hai hàng có mấy ô vuông? Các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô số ô vuông của hai hàng nhé. À,
ở bài toán này chúng ta sẽ có phép tính như sau: 3 nhân 2 bằng 6. Từ phép tính này cô có thể viết ngược lại là 6 bằng 3 nhân 2. Các em đã thấy chưa nào? Bây giờ các em cùng quan sát. Ta có thể nhận thấy đây là mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia, đúng không nào? Và các em cùng hãy lưu ý, 6 ở phép nhân cũng chính là số bị chia của phép chia. 3 ở phép nhân chính là thương của phép chia. 2 ở phép nhân chính là số chia của phép chia. Vậy để có thể tìm được số bị chia thì ta làm thế nào? À đúng rồi, để tìm được số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Cô mời một em hãy nhắc lại cho cô nào. Như vậy, các em vừa nắm được, để tìm được số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Bây giờ, cô và các em cùng bước qua bài tìm số bị chia x chưa biết. Ở đây cô có bài toán x chia 2 bằng 5. Vậy x ở đây là gì nào? À, chính là số bị chia. Vậy để tìm được số bị chia, ta làm sao? Chính xác. Muốn tìm được số bị chia, ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Và các con lưu ý, để làm bài toán này, các con sẽ viết x thẳng hàng với nhau, dấu bằng thẳng hàng với nhau. Các con hãy thực hiện phép tính này cho cô nhé. Các con đã ra được kết quả chưa nào? Đây chính là kết quả của cô. X bằng 5 nhân 2, x bằng 10. Và đây cũng chính là kết quả của phép tính lúc đầu chúng ta đã nêu và chúng ta đã tìm được, đó chính là bằng 10. Các con đã nhớ chưa? Vậy để tìm được số bị chia, ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Cô mời các em nhắc lại. À, các em vừa nắm được cách tìm số bị chia, và để cho giúp cho các em có thể nắm tốt hơn thì chúng ta cùng bước qua phần luyện tập nhé. Bài 1. Tính nhẩm. Ở đây cô có các phép tính chia và nhân. Các em hãy dựa vào mối quan hệ giữa phép tính nhân và chia để thực hiện bài toán này cho cô nhé. Bài 2. Tìm x. Các con hãy lưu ý, x ở đây chính là số bị chia. Như vậy, để tìm được số bị chia thì ta làm sao? Các con đã vừa học rồi. Bây giờ cô cũng sẽ hướng dẫn cho các con một bài mẫu nhé. Để tìm được số bị chia, ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Và cô để làm được bài này, cô sẽ viết x thẳng hàng với nhau, dấu bằng thẳng hàng với nhau. Sau đó cô lấy 3 nhân 2 bằng 6. Như vậy, với bài này, x của cô sẽ bằng 6. Các con hãy dựa vào bài mẫu và làm cho cô các bài tập tương tự nhé. Tìm y. Ở bài này, các con sẽ tìm y. Y cũng chính là số bị chia. Tương tự với bài tập số 2, các con hãy vận dụng và làm bài cho cô nhé. Chúng ta cùng bước qua bài tập 4. Viết số thích hợp vào ô trống. Ở bài này, cô có 3 hàng là số bị chia, số chia và thương. Ở mỗi cột sẽ kêu các con tính thương, cũng có cột kêu các con tìm tính số bị chia. Vậy để tìm được thương, các con làm sao? À, chúng ta sẽ lấy số bị chia, chia cho số chia. Như vậy, cô sẽ lấy 10 chia 2 bằng 5. Còn để tìm được số bị chia thì sao nào? Chính xác, ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Như vậy, cô sẽ lấy 5 nhân 2 bằng 10. Tương tự như vậy, các con hãy dựa vào hai bài cô vừa làm mẫu để làm các bài tập còn lại nhé.
Tiết học đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các con. Chúc các con sẽ hoàn thành bài thật tốt và gửi về cho giáo viên chủ nhiệm của mình nhé.